Định thay thế vị trí của tôi trong ngôi nhà đó chứ gì? Cái vị trí đó tôi cũng ham lắm, nhưng mà tôi sẽ không giành giật trên những thứ mà người khác đang có. Bữa nay đâu phải cá tháng tư đâu. Chọc em đúng không? Anh nghiêm túc đó. Chuyện vừa qua như giọt nước làm tràn ly em à. Nhưng mà chuyện hôm bữa em đâu có sai. Đúng hay sai là do em biết. Anh không cần phải nói nhiều. Không, em không chấp nhận. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Anh biết điều đó mà. Tình yêu phải có sự hòa hợp của hai tâm hồn. Nếu thiếu đi sự hòa hợp đó, sẽ không thể nào đi đến cuối con đường được. Nhưng mà mình không hòa hợp là do anh thôi. Em đã cố gắng rất nhiều mà. Anh thấy điều đó mà đúng không? Em yêu anh mà. Anh hiểu. Anh hiểu được sự cố gắng của em. Nhưng dường như em càng cố gắng thì càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Anh xin lỗi. Anh Quân! Anh Quân! Anh Quân! Anh Quân! Anh đứng lại! Gì con nhỏ ô xin tầm thường đó mà anh chán ghét em đúng không? Thay vì suy nghĩ như vậy, em hãy coi lại mình đi. Cứ bỏ em mà. Anh đứng lại. Không được. Mình không thể để như vậy được. Mình không thể để như vậy được. À, cuốn đó thì anh có, nhưng mà hổm đọc xong á, anh không biết anh để đâu nữa rồi Yến. À, để anh tìm coi. Mà nếu có thì anh gửi đâu cho em nè. Lại là con Yến. Gọi tới cũng đúng lúc lắm. Cô còn muốn gì nữa hả? Được. Cô đúng là hồ ly tinh mà. Tôi hồ ly sao bằng cô? Ai đây? Cái chuyện hôm trước tôi sợ là anh Quân biết hết rồi đó. À, giờ thì tôi mới biết lý do tại sao có lá đơn ly hôn đó. Định thay thế vị trí của tôi trong ngôi nhà đó chứ gì? Cái vị trí đó tôi cũng ham lắm, nhưng mà tôi sẽ không giành giật
trên những thứ mà người khác đang có. Đó cũng là sự khác biệt giữa những kẻ có học và thất học. Mày! Cô nghĩ chỉ có một mình cô là sai khiến người khác bằng đồng tiền được thôi hả? Anh theo dõi tên kia và nói làm sao để cho hắn lòi cái đuôi ra giúp em nha. Ê, làm gì mày theo dõi tao hoài vậy mày? Thì bởi vì ông là người xấu. Tao làm chuyện xấu? Đúng rồi. Liên quan gì tới dòng họ nhà mày? Liên quan gì tới gia phả nhà mày mà theo dõi tao? Ông nghĩ thử coi, sao không liên quan tới tôi được chứ? Ê, mày nói chuyện kỳ mày, mày nói chuyện mà chậm chạp vậy mày? Ê, cái cách nói chuyện của mày về nha, mày cãi lộn với người ta là mày thua chắc luôn á. Tôi có bao giờ cãi lộn với người khác đâu. Mày làm gì? Tôi quýnh lộn. Ê, nè, nè, tao không có giỡn nha, tao không có giỡn nha. Thôi, tôi mệt ông quá à, bây giờ tôi nói thẳng luôn. Có phải có người mướn ông đánh ghen bạn gái tôi không? Bạn gái mày? Hồi nào? Hồi nãy. À, là cái con nhỏ mà ở trong nhà hàng á hả? Con nhỏ gì mà con nhỏ? Người ta tên Yến đàng hoàng. Nó nhỏ hơn tao thì tao kêu nó bằng nhỏ. Nè, tao nói cho mày biết nha, con nhỏ đó dễ sợ lắm nha, rất là dữ dằn nha. Hồi nãy á, tao mới tát nhẹ nó một cái thôi, nó quay qua nó tát tao một cái bóp một cái xiển nhiễn luôn. Đó, chưa có đã nư nó, nắm cái đầu của tao là nó nhấn tao vô trong cái hồ nước vậy đó. Trời đất ơi, lúc đó người ta trời nhìn xung quanh, trời đất ơi, ta thấy điều tung lấy 10 cái quần tao đổ lên trên đầu tao vậy đó. Tao là cái người thiệt hại về tinh thần mà, tao là người thiệt hại về thể xác mà. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn làm gì tao? Tôi muốn giao cho ông một phi vụ. Ủa, là ông có trả thù hả? Không có. Phi vụ gì? Chỉ cần ông gặp một người và chịu nói ra sự thật, ông sẽ nhận một số tiền lớn. À không, rất lớn. Nè, xong việc rồi đó, cầm tiền rồi đi đi. Ê, khoan, đợi tí xíu đã. Gì nữa? Ê, hình như thiếu con trai. Tôi trừ ra đó, cái tội ngu. Bao nhiêu? 1 triệu. Tao đá mày giờ. Nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mà tao bỏ cả cái tính mạng của tao ra, tao lấy 1 triệu hả? Ông tà lanh tà lạc quá vậy. Tôi chưa kịp nói là ông nhảy vô miệng tôi, ông nói rồi. Ý tôi nói cái này chỉ là 1/10 thôi. Sau khi ông hoàn thành phi vụ, ông nhận đủ 9 phần còn lại. 1/10? Tao đá mày một cái nữa, giờ mày nghĩ sao vậy? Tao vô trong đó, lỡ người ta quýnh tao chết ở trong đó rồi sao? Hả? Hả? 1/20 ông chịu chưa? Không đủ một cái hòm mày. 1/30 luôn, tôi hết tiền rồi. 1, 2, 3. Nhận mày. Địa chỉ đâu? Nè, địa chỉ và số điện thoại luôn đó. Ủa vậy thôi mà nãy giờ cũng nói sớm. Go. Gì vậy? Thì đó, ngày hôm qua cô xô tôi dưới hồ đó. Cảm quá, đêm qua mém sốt luôn á. Thôi Thôi, bao nhiêu tiền nó đủ rồi. À, cô chơi vậy ai chơi lại cô? Tôi hồi nào giờ chỉ có chơi ngang, chơi hơn, chứ không có chơi lại. Bởi vậy cô dễ sợ quá, miệng lưỡi của cô tôi chơi không lại cô luôn á thiệt. Thôi, có hắt xì thêm thì cũng không có thêm tiền đâu. Nhiệm vụ của anh á, kìa, thấy người đàn ông ngồi trong kia không? Thấy rồi. Vô nói hết sự thật cho anh ta nghe nha. Phải nói thôi, để tôi còn hưởng 9 phần tiền còn lại chứ, đúng không? Tôi hy vọng là cái ông này không có keo, giống như là cái con vợ của ổng ngang. Thank you.
cái thứ hồ ly tinh đáng sợ mà. Đáng sợ sao bằng cô? Cô diễn tới đâu thì tôi phải diễn theo tới đó thôi. Tôi chiều cô mà. Đúng là đồ dễ sợ mà. Không dễ sợ, đi bợ thiên hạ mà tồn tại hả? Tôi là Oxin, có thể nghèo nhưng không có hèn. Bây giờ mày muốn gì mày nói đi. Muốn đi về nhà. Về nhà với chồng tao chứ gì. Cô đẹp mà cũng thông minh chứ bộ. Hiểu hết á, biết hết những gì người ta muốn luôn á.